Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 33. Chương 321. Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Cảnh tượng quen thuộc khiến Tần Tang phải hoảng hốt. Hắn đột nhiên nhớ tới thời gian ở Nguyên Chiếu Môn. Sâu trong bí cảnh có một lớp sương mù dày đặc phong tỏa lại một vùng không gian. Tần Tang ngầm biết nơi đó chính là bí mật quan trọng nhất bên trong bí cảnh. Có khả năng có cổ tu di phủ, cũng có thể đó là dược viên thượng cổ, tóm lại là không nên nhòm ngó. Sau khi tiến vào bí cảnh, Tần Tang nhìn thấy hai vệ binh mặc kim giáo, đều là luyện khí kỳ. Sau khi Đằng Nam giới thiệu cho mới biết một người trong đó là đệ tử của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, còn người còn lại là đệ tử của Thái Ất Đan Tông, người vừa nói cũng là bọn họ. Vệ binh bên trong bí cảnh đều do Đằng Nam chi phối, thay phiên nhau canh gác. Những người khác, có người thì ra ngoài lịch luyện, có người đang bế quan khổ tu, Tần sư đệ ở lại trong bí cảnh lâu dài nên sau này gặp cũng được. Đằng Nam giới thiệu hết về bí cảnh cho Tần Tang, cuối cùng còn chỉ vào cấm chế trên không của bí cảnh rồi nói, bí cảnh này cũng không quá an ổn. Nhất là khi thiên tượng xuất hiện, nếu Tần sư đệ có thể ra tay viện trợ thì vi huynh có thể ung dung hơn rất nhiều. Tần Tang nghiêm mặt nói, Đằng sư huynh yên tâm, khi nào cần ta xuất lực thì cứ phân phó, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Đằng Nam hài lòng gật gù, dẫn Tần Tang bay về phía một ngọn núi nằm sâu trong bí cảnh. Trên vách núi mở mười mấy cái động phủ, bên trên đều có cấm chế phong tỏa. Đằng Nam chỉ vào một động phủ trong số đó, nói, nơi này là nơi có linh khí nồng đậm nhất trong bí cảnh, đủ để thỏa mãn khối lượng tu luyện của tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây là động phủ của ta, những động phủ khác tạm thời không có chủ, Tần sư đệ tùy ý chọn lấy một cái đi, dù ảnh vệ lệnh là có thể tùy ý mở hoặc đóng động phủ. Còn cái này là bản đồ bên cạnh thiên tinh bí cảnh, có đánh dấu một số nơi vân thú sinh sống, Tần sư đệ ra. Ngoài lịch luyện nhớ tránh những nơi này là được. Nhận lấy ngọc giản Đằng Nam đưa tới, Tần Tang dùng thần thức để thăm dò. Phát hiện bản đồ bên trong còn tỉ mỉ và chi tiết hơn so với bản đồ mà Ngọc Dương Tử đưa hắn. Có lẽ là do các vệ binh gom góp lại qua nhiều năm, cực kỳ quý giá. Cất ngọc giản đi, Tần Tang nhanh chóng lấy ảnh vệ lệnh ra, biểu thị muốn chia cho Đằng Nam một nửa thiện công để thuê động phủ. Đằng Nam từ chối nhiều lần, cuối cùng cũng nhận lấy thiện công mà Tần Tang đưa. Kia gọi là động phủ thực ra chỉ là một cái sơn động, mặt tường cực kỳ thô ráp, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vết kiếm chém. Trong động phủ chỉ có một chiếc giường đá, ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Thoạt nhìn giống như nơi ở của dã nhân, nhưng đây lại là một mảnh đất có thể dung thân cực kỳ hiếm có trong chiến trường cổ tiên. Tần Tang không để tâm tới bài trí trong động phủ, hắn tùy tiện nhìn lướt qua một lần rồi không để ý thêm nữa. Nhắm mắt vận chuyển công pháp, được một chu thiên thì dừng lại, âm thầm gật đầu. Còn kém xa linh tuyền động phủ của hắn, nhưng nơi này đủ để chống đỡ rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện. Tần Tang ngồi trên giường đá thở dài một hơi, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy túi linh thú của Ân Hành Ca ra. Bên trong động của sát thi tìm được một túi linh thú và mấy loại pháp khí, thứ quý giá nhất là túi giới tử lại không tìm thấy, chắc là rơi vào kẽ hở nào đó rồi. Bên trong túi linh thú có không ít chai lọ, bên trong nuôi dưỡng mười mấy loại yêu trùng. Trong túi linh thú còn có một miếng ngọc giản, là tâm đắc của Dương Vương Tông. Tần Tang cẩn thận lấy ra nghiên cứu một phen, phát hiện đám côn trùng này không có công dụng gì lớn, đa phần được dùng để bồi dưỡng linh dược. Nghĩ tới thân phận đệ tử Dược Vương Tông của Ân Hành Ca, lúc này Tần Tang mới thoải mái hơn một chút. Duy chỉ có Ngô Công Lửa Hồng kia thì trong ngọc giản không có giới thiệu tới, Tần Tang cảm thấy loại trùng này không phải thứ bình thường. Lúc ở phường Trường Dương, trong thương hội phụ thuộc Ngự Linh Tông, hắn tốn vô số tiền bạc để mua được một cuốn sách yêu trùng đổ nên mới biết Ngô Công là một loại trùng rất hiếm thấy, tên là Hỏa Ngọc Ngô Công. Hỏa Ngọc Ngô Công sinh ra nhờ dục hỏa, không sợ liệt hỏa, cực kỳ nhạy cảm đối với linh vật chứa nhiều hỏa nguyên chi lực đối với hỏa nguyên. Hỏa nguyên chi lực càng dồi dào thì Hỏa Ngọc Ngô Công lại càng kích thích. Trong bản đồ có nhắc tới, hiện tại loại kỳ trùng này cực kỳ hiếm gặp ở tu tiên giới.
thậm chí còn có nghi ngờ là đã tuyệt chủng, không biết ân hành ca lấy được từ đâu, có lẽ là do vị kim đan thượng nhân kia cho. Hiểu rõ được đặc tính của Hỏa Ngọc Ngô Công, lúc này Tần Tang mới biết hóa ra ân hành ca muốn dùng Hỏa Ngọc Ngô Công để tìm Càn Dương Chi Tinh. Không ngờ tứ tìm được lại là ma đầu, ngay cả mạng sống cũng mất. Nuôi dưỡng Hỏa Ngọc Ngô Công không khó, chỉ hơi tốn kém, cần phải có hỏa linh nồng đậm tương tự với Càn Dương Thạch Anh thì mới được. Mà mỗi loại như thế giá cả đều không phải chuyện đùa. May ở chỗ sức ăn của Hỏa Ngọc Ngô Công không lớn, số Càn Dương Thạch Anh còn lại trong tay Tần Tang đủ để nó ăn trong thời gian dài nữa. Tần Tang trói buộc Hỏa Ngọc Ngô Công trong lòng bàn tay, cắt một miếng nhỏ Càn Dương Thạch Anh ném cho nó. Hỏa Ngọc Ngô Công nhận thấy được lập tức quấn lên, tạch tạch gặm ăn lên. Năng lực của Hỏa Ngọc Ngô Công rất kỳ lạ, nói không chừng sau này có lúc dùng tới, Tần Tang liền giữ lại phòng bị. Chờ sau khi Hỏa Ngọc Ngô Công ăn uống no đủ xong, Tần Tang đem thu nó vào túi linh thú, đẩy cửa động phủ. Rồi chào hỏi với thủ vệ trông coi bí cảnh, hắn rời khỏi Thiên Tinh bí cảnh chuẩn bị tự mình đi một vòng. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 322 Sát Phù. Cổ tiên chiến trường không phân rõ. Xuân hạ thu đông, thậm chí cả ngày lẫn đêm cũng không phân rõ. Thời gian trôi nhanh như thác nước. Trong nháy mắt, 20 năm qua, trên một ngọn núi cao vô danh, bên trên có vô số loài vân thú chiếm cứ. Khi các tu sĩ nhìn thấy tình huống trên này thì phản ứng đầu tiên của họ chính là quay đầu rời đi. Nhưng lúc này bên trên đó lại xuất hiện một thân hình mặc tiềm phục trong đống đá đổ nát. Hắn đang nhìn chăm chú vào một sơn động tĩnh mịch ở chân núi, cứ đứng nhìn không nhúc nhích. Trên không cửa hang có gần nghìn con vân thú đang bay xung quanh, âm thanh gào thét vang lên không dừng khiến ai nghe cũng cảm thấy bực bội. Thời gian trôi qua từng giây, qua thêm một nén nhang nữa bóng đen kia vẫn không hề cử động. Cuối cùng có khoảng mười mấy con vân thú chắc đã bay mỏi nên thu hồi cánh hạ xuống mặt đất. Đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên đứng lên, im lặng lui về phía sau. Chờ hắn đứng lên là có thể thấy rõ ràng, hình thể giống người, nhưng tướng mạo lại cực kỳ khủng bố, mặt xanh nanh vàng. Có lẽ đây là một con cương thi. Do bị đống đá che khuất nên đám vân thú trên không không phát hiện ra hành động của cương thi. Còn những con vân thú vừa hạ xuống mặt đất lại chú ý tới hành động của vật sống kia. Do trên người vật sống kia không có khí tức của sinh linh mà chúng ghét nhất nên đám vân thú cũng không tỏ ra điên cuồng gì. Chỉ tò mò nhìn con cương thi kia, có lẽ chúng chỉ coi nó như một tảng đá biết di động mà thôi. Cạch, thấy vân thú không mắc câu, cương thi dùng sức giẫm mạnh, tảng đá dưới chân phát ra một tiếng nét nhẹ. Lần này, đám vân thú bắt đầu trở nên phòng bị, có hai con không kiềm chế được liền bay tới xem xét, ngay sau đó mười mấy con vân thú khác cũng đều đồng loạt tiến lên xem. Đạt được mục đích, con cương thi kia lập tức gia tăng tốc độ, dường như nó rất quen thuộc với nơi này, tốc độ lùi lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng vẫn được tảng đá lớn phía trước che chắn như cũ. Đám vân thú đang bay trên trời hoàn toàn không thể thấy được bóng dáng của nó. Cuối cùng, khi cách chân núi một khoảng lớn, cương thi không tiếp tục lẩn trốn nữa mà chuyển người co cẳng chạy. Bộ dáng không chút kiêng nể gì của nó khiến mười mấy con vân thú phía sau giận tím mặt, nhanh chóng vỗ cánh đuổi theo. Vùng đất hoang rộng lớn vô tận không chỗ trốn, cương thi không còn lẩn trốn nữa mà gia tăng tốc độ chạy. Nhưng đám vân thú còn nhanh hơn nó, khoảng cách giữa hai bên chẳng mấy chốc đã bị kéo lại gần, vân thú nhanh chóng đuổi theo cương thi. Khi chúng đang tức giận gào thét chói tai bên trên thì giờ lại tranh nhau rơi từ trên không xuống, muốn dùng lợi chảo bén nhọn và cái mỏ để xé nát con sâu nhỏ đang quấy rầy bọn chúng. Không ngờ, ngay khi bọn chúng vừa bổ nhào xuống, khi sắp bắt được cương thi thì cánh đồng vốn hoang vu đột nhiên xuất hiện luồng ma khí cuồn cuộn. Sáu cây đại quỷ phiên to lớn mọc lên từ dưới đất vừa hay vây đám vân thú bên trong phạm vi trận kỳ. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện mấy cây quỷ phiên này không hề giống nhau, có bốn lá là cực kỳ to lớn, trên cán cờ khắc một đống tà văn tản ra u quang quỷ dị. Trên lá cờ vẽ vô số đồ án ác quỷ,
những con ác quỷ đó được vẽ chung một chỗ khiến chúng càng dữ tợn hơn, vừa sống động lại vừa tà dị khác thường. Tựa như đến từ cửu u hoàng tuyền, sau một khắc liền muốn phá mặt cờ để thoát ra. So với bốn cây kia thì hai cây cờ khác lại yếu hơn một chút, đơn bạc hơn rất nhiều. Vù, luồng ma khí đen nhanh che phủ cả khu vực này trong nháy mắt, giơ tay không thấy được năm ngón. Vô số ác quỷ lớn tiếng gào thét bên trong luồng ma khí, sau đó chúng nhào về phía vân thú ở bên trong. Bên cạnh trận kỳ xuất hiện một hình dáng đang dần ngưng thực từ hư không, đó chính là Tần Tang. Hắn phất tay đem kéo mồi nhử cương thi tới bên cạnh, ánh mắt tỉnh táo nhìn chiến cuộc bên trong thập phương diêm la trận. 20 năm qua, ngoài 3 lần làm nhiệm vụ ảnh vệ ra thì cơ bản hắn đều ở lại thiên tinh bí cảnh hoặc là gần đó, vừa săn giết vân thú để ngộ sát phù và vừa tu luyện. Loại chuyện dụ giết vân thú này hắn đã làm tới 100.000 lần, đang ra tay cực kỳ thuần thục. Thời gian 20 năm trôi qua không lưu lại dấu vết rõ ràng nào trên người hắn, thay đổi lớn nhất là khí thế quanh người trở nên trầm ổn hơn so với trước đây. Mặc dù vẫn chưa đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, nhưng Tần Tang sắp hiểu rõ về sát phù bậc 2, sau khi hiểu rõ về sát phù xong. Hắn chỉ cần chờ tích lũy đủ linh lực thì chuyện đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn quá trình thập phương diêm la trận giết vân thú, Tần Tang âm thầm gật đầu. Hắn luôn ủy thác cho Hắc Thị siêu tầm các loại ma khí luyện hồn. 20 năm săn giết vân thú hắn thu hoạch được rất nhiều linh tà vật, tất cả gần như đều được đổi thành ma khí. Cuộc sống túng quẫn, nhưng không có trở ngại nào. Thành công tăng cấp 4 cây thập phương diêm la phiên lên tới đại thành. Cho dù chỉ có 4 cây tăng cấp nhưng uy lực của thập phương diêm la trận vẫn tăng vọt lên một bậc. Trong đám vân thú này có 2 con có thực lực đủ để sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ. Nhưng khi phải đối mặt đại trận rào sát này, chúng chỉ có thể vùng vẫy trong cái chết. 7 thập phương diêm la trận lại phối hợp thêm thủ đoạn khác. Tần Tang tin rằng nếu gặp phải địch thủ trúc cơ kỳ trung kỳ, thì người đó cũng không thể chiếm được chỗ tốt trong tay hắn. Mắt thấy vân thú sắp bị giết sạch, Tần Tang thu hồi suy nghĩ, tâm niệm vừa động, ô mộc kiếm chui vào đại trận chu sát vân thú, mà Tần Tang lại lẳng lặng thể ngộ chân ý của sát phù. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 323, Vân Du Tử. Rất nhanh, 10 mấy con vân thú đều bị tiêu diệt, Tần Tang lập lại chiêu cũ, ra lệnh cho cương thi đi dẫn vân thú tới. Mãi cho đến đêm khuya, đám vân thú bay bên trên cửa hang cuối cùng cũng bị giết toàn bộ. Nhân lúc rảnh rỗi, Tần Tang tự mình tiềm nhập sơn động. Bên trong sơn động có một cái khoáng mạch hỏa nguyên thạch cỡ nhỏ, bị hắn phát hiện thông qua hỏa ngọc ngô công. Hỏa nguyên thạch tinh luyện hỏa tinh, có thể dùng để phụ trợ cho việc luyện đan, giá trị không lớn bằng càn dương thạch anh, nhưng cũng rất hiếm thấy. May mắn có loại khoáng mạch này tồn tại nên Tần Tang mới có thể chống đỡ được phí tu luyện. Túi giấy tử tràn đầy hỏa nguyên thạch và một số linh tà vật, Tần Tang khởi hành ngay trong đêm, đi thẳng đến phường Trường Dương. Ra khỏi tiểu viện, Tần Tang thầm thở dài. Số ma khí Hắc Thị có thể siêu tập được càng ngày càng ít, lần này chỉ có một món. Muốn thăng cấp cả 6 cây thập phương diêm la phiên thì e rằng phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Tần Tang lắc đầu, đi tới chi nhánh của Thái Ất Đan Các, đang định vào bán hỏa nguyên thạch thì có một lão giả tóc trắng đi ra từ cửa hàng đối diện. Khi thấy rõ tướng mạo của lão giả, Tần Tang không hiểu sao Tần Tang lại có cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, ký ức xa xưa đột nhiên hiện lên. Tần Tang lập tức chấn động. Lão giả và Tần Tang sát vai đi qua nhau. Tần Tang quay đầu, đưa mắt nhìn lão giả đi thẳng đến đầu đường, thấy người kia sắp biến mất trong đám người, cơ thể hắn đột nhiên lóe lên, bước nhanh đuổi theo sau lão giả. "Tiền bối, xin dừng bước." Lão giả dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Tần Tang đang chặn đường, trong ánh mắt ẩn giấu sự phòng bị. Đạo hữu ngăn lão đạo lại là có chuyện gì? Tần Tang chắp tay một cái, cung kính nói, vãn bối lỗ mãng xin tiền bối thứ tội, xin hỏi. Đạo hiệu của tiền bối có phải là Vân Du Tử hay không? Bị một người xa lạ nói ra thân phận,
Lão giả vuốt tròm râu dài, hai mắt híp lại dò xét Tần Tang, nhíu mày trầm ngâm nói, đạo hữu thật sự biết lão đạo. Nhưng mà, lão đạo lại, chưa từng gặp qua ngươi, tiền bối đúng là không biết ta. Tần Tang gật gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối thực sự là Vân Du Tử đạo trưởng. Không biết tiền bối còn nhớ rõ Tịch Tâm hay không? Nghe được cái tên này, vẻ mặt lão giả hơi giật mình, nâng mắt nhìn lên trời xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên hư không, dường như đang nhìn thấu hơn 10 năm qua. Giật mình lo lắng hồi lâu mới nhìn chăm chú Tần Tang rồi hỏi, Tịch Tâm mà tiểu huynh đệ nói tới chẳng lẽ chính là đệ tử Tịch Tâm mà lão đạo thu dưỡng tại thế tục sao? Sao ngươi lại quen biết Tịch Tâm? Vãn bối vốn là người Ninh Quốc, lúc 15 tuổi đã đi theo trưởng bối buôn bán, nửa đường bị cường đạo cầm tù, may mắn chạy thoát được. Sau đó lại lưu lạc đến Đại Tùy, được Tịch Tâm đạo trưởng có lòng tốt thu lưu, về sau thì cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đồ. Lại nói, vãn bối có thể thuận lợi bước vào con đường tu hành như vậy là nhờ phương thuốc tắm cổ mà tiền bối để lại. Bên trong quán rượu thanh tĩnh, hai người gọi rượu thịt, ngồi đối diện nhau. Tần Tang nhẹ nhàng nói cho Vân Du Tử biết mối nhân duyên của mình và Tịch Tâm đạo trưởng. Nói đến chuyện trước kia, gương mặt Tần Tang cũng hiện ra vẻ tưởng nhớ, thần sắc có chút thất vọng. Hắn luôn dãy dục biến mạnh trên con đường tu tiên này, quãng thời gian tu luyện quá say mê nên chưa từng có tâm trạng nhớ lại chuyện cũ. Giờ nghĩ kỹ lại thì 15 tuổi hắn đã bước vào Thanh Dương quán, giờ đã qua tuổi lục tuần. Nhoáng kế đã thành chuyện của hơn 40 năm trước, phương thuốc tắm cổ. Vân Du Tử trầm ngâm chốc lát, cười nói, Tần lão đệ nói tới là dưỡng tùy thang sao. Thứ đó đúng là có tác dụng với người vừa nhập môn, khi đó lão đạo đi chu du tứ phương thì vô tình phát hiện ra, thứ đó xuất phát từ tay của một vị tông sư võ đạo ở Đại Tùy. Nguyên liệu bên trong phương thuốc đều là phàm dược, nhưng nó lại có tác dụng với tu tiên giả nên khá là hiếm có. Tần Tang gật đầu, đứng, dậy bái một cái, vãn bối vẫn chưa cảm tạ với tiền bối bao giờ. Vãn bối từng cho rằng tiền bối chỉ là phàm nhân, không ngờ cũng là ti tiên giả. Không lẽ Tịch Tâm đạo trưởng cũng là tu sĩ? Sau khi hành lễ xong, Tần Tang ngồi xuống chờ mong nhìn Vân Du Tử. Hắn không ngờ sư phụ Vân Du Tử của Tịch Tâm đạo trưởng lại là tu tiên giả. Khi ở Thanh Dương quán, vào tiết thanh minh, Tịch Tâm đạo trưởng thường lấy chân dung của Vân Du Tử ra tế bái, Tần Tang cũng thường tế bái cùng nên có nhìn thấy bức họa một lần. Thế nên khi vừa nhìn thấy Vân Du Tử, hắn đã cảm thấy quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới người mà hắn từng thấy qua khi tới thế giới này, không nhớ rõ vì sao. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra bức chân dung kia rồi bừng hiểu ra. Theo lời Tịch Tâm đạo trưởng, khi vẽ bức chân dung kia, Vân Du đã qua tuổi thất thập cổ lai hy. Hiện tại Vân Du Tử đang ngồi đối diện hắn, mặc dù bề ngoài có già hơn trong bức chân dung một chút nhưng gương mặt vẫn y như thế. Thậm chí trông còn có tinh thần hơn. Vân Du Tử là tu tiên giả, không lẽ Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt cũng đều là tu tiên giả? Mà bản thân hắn làm mấy hành động nhỏ ở Thanh Dương quán kia đều không qua được mắt của sư đồ bọn họ sao? Tịch Tâm đạo trưởng đưa phương thuốc cho hắn là vì thương hại hắn tu luyện vất vả sao? Tần Tang cười khổ, vì cầu tiên đạo mà rời khỏi Thanh Dương quán, không lẽ hắn đã bỏ gần tìm xa trong khi chân tiên đang ở trước mắt mà hắn lại vụng về không biết sự thật? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 324, theo dõi. Đồng thời Tần Tang cũng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, khi hắn ở Thanh Dương quán chưa từng thấy Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt sử dụng thủ đoạn nào khác phàm nhân. Tịch Tâm đạo trưởng vì giúp đỡ nạn dân mà cam nguyện chịu đói, ăn thô lương rau dại. Khi Tần Tang vơ vét được đống ngân lượng từ chỗ đám sơn tặc mua phục hổ trường quyền xong thừa xong thì liền dùng hơn nửa để phụ cấp đạo quán. Không lẽ là do họ muốn nhập thế rèn đạo tâm nên đã tự phong ấn tu vi? Tần Tang suy nghĩ lung tung, thấy Vân Du Tử lắc đầu nói, Tịch Tâm không phải là tu tiên giả, ít nhất là trước khi lão đạo rời đi Tịch Tâm không phải là tu tiên giả. Bởi vì lão đạo gặp tiên duyên sau khi từ biệt với Tịch Tâm,
sau đó thì lão đạo chưa từng quay lại lần nào. Lại nói, Tịch Tâm Thu lưu Tần lão đệ, giờ lão đạo lại gặp được Tần lão đệ. Cái duyên phận này thật là huyền diệu. Nghe thấy lời này, Tần Tang đột nhiên sững sờ, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm nên đã kinh ngạc nói, vãn bối nghe Tịch Tâm đạo trưởng nói, khi tiền bối ngài từ biệt hắn đã hơn 70 tuổi. Vân Du Tử nói sau từ biệt Tịch Tâm đạo trưởng xong mới gặp tiên duyên, khi đó ông ta đã hơn 70 tuổi. Tần Tang cảm nhận được rất rõ ràng, tu vi hiện tại của Vân Du Tử đã là trúc cơ kỳ sơ kỳ, mà khí tức mạnh hơn cả hắn mấy phần. Vân Du Tử cười nhạt nói, 15 tuổi lão đạo có y thuật thiên hạ vô song, sau đó vào cung làm thái y. 47 tuổi phạm sai lầm lớn suýt thì mất mạng, sau đó nản lòng thoái chí xuất gia thành đạo, tự xưng là Vân Du Tử. 72 tuổi biết tính thiên mệnh, chợt cảm thấy thọ nguyên không còn nhiều, nghĩ tới chuyện cũ năm xưa mới biết ranh giới giữa sống và chết đáng sợ như nào. Lão đạo không muốn làm bộ xương khô trong mộ nên đột nhiên nảy ra ý nghĩa ra ngoài cầu tiên đạo. Vừa hay Tịch Tâm đã khôn lớn, học hết chân truyền của lão đạo rồi nên năm đó đã cõng theo một hòm thuốc, một mình đi bộ về phía Tây. 6 năm sau, khi đang hái thuốc trên núi hoang thì gặp ân sư. Được ân sư chỉ điểm nên lão đạo bắt đầu tu hành từ năm 78 tuổi. Do tuổi già sức yếu, khổ tu 40 năm là khoảng 118 tuổi thì may mắn chúc cơ thành công, cũng coi như có chút an ủi. Không bằng Tần lão đệ, tuổi còn trẻ liền đã có tu vi như này, quả là tiền đồ vô lượng. Nghe giọng nói êm tai của Vân Du Tử, Tần Tang như nghe được cố sự huyền bí nào đó, càng nghe càng thấy kinh ngạc. Tu tiên giới có chung nhận thức, đó là tu sĩ luyện khí kỳ sau 50 tuổi nguyên khí suy bại, nguyên thần từ đầu đã già yếu nên trúc cơ càng là hy vọng xa vời. Trừ phi có thể tìm được linh dược bù đắp thiếu thốn, mà loại linh dược này mỗi loại đều cực kỳ chân quý, mà lại dược hiệu không thể dùng chồng chất lên nhau được. Khi Mạnh Như Hối 58 tuổi có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 12, cảm thấy trúc cơ vô vọng nên đã từ bỏ tiên đồ, ở lại Nguyên Chiếu Môn làm quản sự. Mà ở cái tuổi đó, Vân Du Tử vẫn là phàm nhân. 78 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không nói tới chuyện khác, bỏ bao công sức tu luyện 40 năm mà khi mới 118 tuổi đã trúc cơ thành công. Có thể nói chuyện này quả thực kinh thế hãi tục, Tần Tang trước giờ chưa từng nghe qua. Vãn bối, bội phục, thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ đều hóa thành hai chữ bội phục. Nếu đổi vị trí, hắn sắp 80 tuổi mà vẫn là phàm nhân, tuổi già sức yếu mới gặp được tiên duyên thì liệu hắn còn ý chí bền bỉ, quyết tâm thành công như vậy không? Tần Tang cảm thấy không chắc. Hắn tự cho rằng tâm hướng đạo của bản thân rất kiên định, nhưng khi so sánh với vị lão nhân trước mặt lại không đáng một xu. Tần Tang hai tay giơ ly rượu, kính Vân Du Tử một chén rượu. Cho dù là người vốn không quen biết thì cũng là một vị đạo hữu đáng để khâm phục. Vân Du Tử thản nhiên tiếp nhận, nhấp ngụm rượu, bưng chén, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì, ngẩn người hồi lâu mới hơi do dự hỏi, Tần lão đệ, lúc đệ gặp được Tịch Tâm, hắn thế nào? Tịch Tâm đạo trưởng mang trong mình lòng nhân từ, cam chịu nghèo khó, lấy thuốc chữa bệnh cho người nghèo khổ. Thời điểm vãn bối ở Thanh Dương Quán là năm thiên tai hoành hành, nạn dân phương Bắc chạy nạn xuống Nam, người chết đói ở khắp nơi. Tịch Tâm đạo trưởng không ngần ngại mà kê thuốc, cứu sống vô số người. Tần Tang thấy Vân Du Tử quan tâm chuyện này, ngay lập tức kể hết mọi thứ mình biết sau khi vào Thanh Dương Quán, nói khái quát một lần. Hắn thật sự rất kính nể Tịch Tâm đạo trưởng. Tịch Tâm đạo trưởng là một người tử bi, thật sự thực hiện tín niệm của mình, an đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Đây là câu thơ trong bài thơ Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá của Đỗ Phủ. Dịch thơ, ước được nhà rộng muôn ngàn gian, khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Bản thân Tần Tang không làm được điều đó, nhưng nó cũng không thể cản hắn kính nể những người như thế. Ngài ấy làm rất dốt. Vân Du Tử gật đầu, dường như khẽ thở ra một hơi. Tịch Tâm đạo trưởng truyền lại đạo nho chính thống mà tiền bối để lại cho thế tục, đệ tử gọi là Minh Nguyệt, là một người thông minh nhân nghĩa. Nhưng mà khi vãn bối sắp rời Đại Tùy, có đến Thanh Dương Quán một chuyến, Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt vì tránh chiến loạn,
đã rời đạo quán, mà hiện tại, hơn 40 năm đã qua, chỉ sợ. Vẻ mặt Tần Tang có phần buồn bã, năm tháng vô tình. Minh Nguyệt chỉ nhỏ hơn hắn 2 tuổi, Tịch Tâm đạo trưởng nếu không gặp kỳ ngộ, chắn rằng đã đi về cõi tiên. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 325, Mau ra tay. Vân Du Tử cũng đã nghĩ đến điều này, thở dài một hơi, bước vào con đường tu tiên, chính là tiên phàm vĩnh viễn ngăn cách, tiền bối bái nhập Thái Ất Đan Tông. Tần Tang nhớ đến lần đầu tiên gặp Vân Du Tử, khi các quản sự của Thái Ất Đan các tiễn Vân Du Tử rời đi, gọi Vân Du Tử là sư thúc, dễ nhận thấy rằng có quan hệ rất gần gũi. Vân Du Tử ừ một tiếng, ân sư của lão đạo là Phiêu Nhai. Chân nhân có xuất thân từ Thái Ất Đan Tông. Năm đó, ân sư thấy lão đạo tinh thông y đạo, có chút thiên phú ở đan đạo, phá lệ đưa lão đạo vào tiên môn làm một dược đồng. May mắn là lão đạo thông thạo y thuật, tinh thông đạo dưỡng sinh. Dù tuổi tác đã cao, nhưng cơ thể có thể coi là khỏe mạnh. Về sau lại ăn được mấy viên linh đan, may mắn được đến bước này đừng thấy Vân Du Tử nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Trong lòng Tần Tang hiểu rõ, trong mấy câu nói đó ẩn chứa rất nhiều gian khổ. Đến ngoài trấn Trường Dương, Tần Tang tiễn biệt Vân Du Tử. Tần lão đệ về đi thôi. Tần lão đệ là đệ tử Thiếu Hoa Sơn, sư môn của hai chúng ta cùng đóng giữ ở Huyền Lô Quan, chắc chắn sẽ có lúc gặp lại, sau này còn gặp lại. Vân Du Tử đứng ở xa chắp tay với Tần Tang, xoay người, một mình đi về phía Tây. Theo lời Vân Du Tử, tuy rằng ông ấy đột phá trúc cơ kỳ, nhưng bởi vì tuổi tác quá cao, lúc đột phá có để lại tai họa ngầm, gây ra trở ngại với việc tu hành về sau. Vân Du Tử chu du ở chiến trường cổ tiên nhiều năm, tìm kiếm biện pháp giải quyết tai họa ngầm này khắp nơi, cuối cùng cũng có tin tức. Cho nên mới có chuyến này, không ngờ lại gặp được Tần Tang ở trấn Trường Dương. Điều này làm cho Tần Tang liên tưởng đến bản thân mình. Hai người đúng là đồng bệnh tương liên. Nhưng Tần Tang là do chính mình chuốc lấy, còn Vân Du Tử là do năm 78 tuổi mới gặp được tiên duyên. Đúng là ý trời trêu ngươi, sức người khó trái. Còn Vân Du Tử có tai họa ngầm gì, Tần Tang cũng không tìm hiểu đến cùng. Hắn kết giao với Vân Du Tử chỉ bởi vì nhờ Tịch Tâm đạo trưởng mà xuất hiện một chút duyên phận mà thôi. Trước đó, hai người cũng mới gặp nhau một lần, không có giao tình thâm hậu, Tần Tang biết điều không hỏi nhiều. Tần Tang đứng im tại chỗ, xoay người nhìn về phía đông nam, không động đậy một lúc lâu. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Vân Du Tử gợi lên suy nghĩ trong lòng Tần Tang. Nếu lúc đó chọn ở lại Đại Tùy, không truy tìm con đường tu tiên, thì hiện tại mình sẽ như thế nào? Có thể quyền khuynh thiên hạ, có thể phú khả địch quốc, có thể con cháu đầy đàn. Cả đời này, chắc hẳn cũng sẽ cực kỳ xuất sắc. Nhưng ở sâu trong tim, có lẽ sẽ luôn có một tia tiếc nuối không thể xóa đi. Mỗi khi một mình cô đơn ngước lên bầu trời đêm, sẽ nổi lên từ đáy lòng sao. Dù sao, thế giới này thật sự có thần tiên mà. Tần Tang ngẩng đầu nhìn trời cao, quay người vào trấn, tìm một góc không người, phát động độn linh quyết. Đẻ tu vi xuống tầng 13 luyện khí kỳ, sau đó đeo một chiếc mặt nạ vào đường cái, bước chân vội vàng, tựa như có việc gấp. Bốn phía trấn Trường Dương đều là núi đá nhấp nhô, địa hình phức tạp. Lúc này, bóng dáng một người đeo mặt nạ rời khỏi trấn. Vừa ra khỏi trấn, ngay lập tức phát động pháp khí phi hành, dùng toàn lực bay về phía tây, vừa bay vừa nhìn xung quanh, cực kỳ cảnh giác. Dường như hắn không phát hiện, trong dãy núi phía sau hắn, có hai người nhờ địa thế mà ẩn nấp ở chỗ tối, giống như rắn độc lặng lẽ mò lên, từ đầu đến cuối đều theo sau lưng hắn. Hai người kia, một người mặc kính trang, cơ thể cường tráng, người còn lại thì giống như một thư sinh nho nhã yếu ớt. Nhị ca, chẳng qua chỉ là một kẻ ở luyện khí kỳ tầng 13, tu vi sấp xỉ chúng ta. Cho dù không cần âm độc chướng, chắc chắn hai đánh một cũng có thể dễ dàng tóm được, cần gì phải làm phiền đại ca. Tráng hán ghét nhất là phải ẩn nấp theo dõi. Vì đề phòng bị mục tiêu phát hiện, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thật là bí bách,
cả người không được thoải mái, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Nhưng thư sinh vẫn cứ đợi đại ca đến cùng nhau động thủ. Đại ca là cao thủ trúc cơ kỳ, vì một tên dê béo ở luyện khí kỳ mà quấy rầy việc tu luyện của đại ca, không khỏi là dùng dao mổ trâu giết gà. Hai mắt thư sinh không rời bóng dáng người trước mặt, nghiêm giọng nói, người này cực kỳ cẩn thận, ở mỗi cửa hàng chỉ bán một chút. Nhưng từ khi chúng ta theo dõi hắn, người này liên tiếp vào 7-8 cửa hàng, đều là bán cùng một thứ gì đó. Có thể thấy được số lượng hỏa nguyên thạch cùng linh, tà vật trong tay hắn không ít. Có bản lĩnh kiếm được nhiều linh vật như vậy, dù tu vi người này thấp thì cũng không thể khinh thường, cẩn thận là trên hết. Ngươi đừng trừng mắt với ta, bớt nói linh tinh đi, đừng để cho hắn dùng pháp thuật chạy mất. Bị dạy dỗ một lúc, tráng hán đành đè lại sự bất mãn, nghe lời làm việc. Ba huynh đệ bọn họ ở các thành thị, trấn lớn làm buôn bán không vốn, có thể làm nhiều năm như vậy mà không xảy ra chuyện gì, đều dựa vào mưu kế của nhị ca. Ngay cả đại ca cũng nghe theo nhị ca, hắn càng không dám dị nghị cái gì, chỉ là cầu nhau chút thôi. Theo dõi thêm một lúc, không biết người phía trước tiêu hao quá nhiều linh lực nên không thể duy trì pháp khí, hay là cảm thấy trước sau không gặp chuyện gì, buông lỏng phòng bị, tốc độ chậm dần đi. Đúng lúc này, đột nhiên thư sinh thấp giọng nói, đại ca tới rồi, động thủ. Được. Tráng hán nhe răng cười, đột nhiên giẫm một cái, cơ thể như mũi tên lao đi, sau đó đột nhiên phóng lên trời. Thư sinh cũng không ngồi yên. Sau đó, trong chớp mắt hai người đã tới gần đối phương, một trái một phải vây hắn lại. Bọn họ nhìn thấy, ánh mắt sau mặt nạ tràn đầy sự bất lực và kinh hoàng. Trong tay hai người đồng thời lộ ra một nắm âm độc chướng khí tanh hôi. Sau khi áp sát đối phương, lập tức đánh ra chướng khí, nháy mắt đã bao phủ đối phương kín kẽ. Rào rào rào, chàng hán vẫn thoải mái cười. Sắc mặt thư sinh lại đại biến, không được rồi, khí độc không có tác dụng. Đại ca mau ra tay. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 326, Khương Anh. Hư không bị bóp méo, bóng dáng mờ ảo của một lão già dần ngưng lại và trở nên chân thực. Không đợi người này hiện rõ hoàn toàn, bên trong âm độc chướng đột nhiên dậy sóng, một tia huyết sắc kiếm quang vèo một cái mà bay ra. Kiếm khí dễ dàng phá tan khí độc, chói lọi lóa mắt. Loại độc này có thể đầu độc tu sĩ, ăn mòn pháp khí, vậy mà thanh linh kiếm này lại không bị thương tổn chút nào. Kiếm khí đỏ thẫm như máu, sát ý khủng bố trực tiếp đánh sâu vào nơi yếu ớt nhất của con người, câu hồn đoạt phách. Cả tráng hán và thư sinh đều hoảng sợ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Trốn, lùi lại mau. Sắc mặt lão già khoác áo bào đen vừa đuổi tới đột nhiên thay đổi, hét to. Tráng hán và thư sinh nghe được lời nhắc nhở của đại ca, đồng thời dưới đáy lòng cũng thúc giục bọn họ chạy nhanh lên. Bọn họ đã nhìn nhầm rồi, từ đầu đến cuối người này không phải là dê béo, mà là một lão hổ mạnh mẽ sẵn sàng cắn người. Đáng tiếc, giữa bọn họ và Tần Tang chênh lệch quá lớn, bị sát khí từ ô mộc kiếm tỏa ra nghiền nát trái tim. Không có sức phản kháng. Trong lòng hết sức lo lắng, nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển. Tiếp đó, ngực hai người chợt cảm thấy lạnh, linh kiếm đã đâm xuyên qua ngực. Bịch, bịch, hai thi thể nên ở trên mặt đất, tóe lên một đám bụi mù. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lão già khoác áo bào đen vừa đi ra khỏi hư không, ngay lập tức nhìn thấy hai người huynh đệ bị giết chết một cách dễ dàng, không kịp tới cứu giúp. Âm độc chướng mất đi chủ nhân, sau khi dao động kịch liệt một lúc, lúc gần tiêu tán. Bỗng dưng giữa âm độc chướng xuất hiện một lực hút, một bóng người đeo mặt nạ ác quỷ dần hiện ra, thu tất cả khí độc vào tay. Soạt! Cùng với việc Tần Tang hiện thân, bên người hắn đột nhiên bay ra mấy tia sáng màu đen, trong nháy mắt đã bao phủ lão giả khoác áo bào đen. Vừa nãy tận dụng âm độc chướng để che giấu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng thập phương diêm la trận. Quỷ phiên phấp phới, ma khí dày đặc. Nhìn thấy thanh thế của đại trận, đồng tử của lão già khoác áo bào đen bỗng co lại, ngưng giọng nói,
hai người thủ hạ của lão phu có mắt không tròng, mạo phạm đạo hữu, chết chưa hết tội. May mắn đạo hữu không tổn thất gì, lão phu cũng cáo tội với đạo hữu, hai người chúng ta bắt tay giảng hòa. Lão phu thề cả đời sẽ không đặt chân tới Trường Dương Trấn một bước, về sau nước giếng không phạm nước sông, như vậy được chứ? Tần Tang nhàn nhạt nói, đạo hữu hà tất phải nói những lời ngây thơ như thế. Nếu ngươi giơ tay đầu hàng, thả lỏng tâm thần, để cho ta hạ cấm chế trên người ngươi, may ra ta còn có thể suy xét cho ngươi một con đường sống. Nếu đã bày thập phương Diêm La trận, Tần Tang đã không có ý thả hắn đi. Lão già khoác áo bào đen giận tím mặt, người trẻ tuổi cuồng vọng. Thực sự cho rằng ăn chắc lão phu ư? Hạ cấm chế trong tâm thần, sinh tử bị đối phương nắm trong tay, như cá nằm trên thớt mặc người ta làm thịt. Làm sao lão già có thể chấp nhận? Ngay tức thì nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên một ánh đao kinh diễm đến tột cùng. Sau đó là một loạt tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, ánh đao lại phóng ra vô vàn chí dương chí cương tia chớp, như ngân xà loạn vũ. Muốn bắt sống một chút cơ kỳ tu sĩ đúng thật là không dễ chút nào. Tần Tang cảm khái một câu. Hắn định dùng âm hồn ti từ từ mà làm hao mòn nguyên thần của lão già khoác áo bào đen, sau đó nhân cơ hội bắt sống lão già. Nhưng đối phương đã nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của hắn, cuối cùng tình nguyện cá chết lưới rách, sử dụng một bí pháp làm cho lưỡng bại câu thương. Cảm nhận được uy lực của bí pháp, Tần Tang không dám bất cẩn, lập tức dùng toàn lực, dùng ô mộc kiếm giết chết lão già khoác áo bào đen. Cũng may thi thể hầu như còn hoàn hảo, vẫn có thể luyện chế thành sát thi. Linh lực cuốn theo ba cỗ thi thể, sau đó thu vào túi giới tử. Tần Tang cảnh giác quan sát bốn phía, đạp lên kiếm quang, phá không mà đi. Thi thể của tu sĩ đạt đến trúc. Cơ kỳ có thể luyện chế sát thi, luyện khí kỳ luyện thành cương thi, đều dùng làm thi khôi rất tốt. Ở hiện tại, tác dụng lớn nhất với Tần Tang là để dẫn dụ vân thú, tránh cho tự lấy thân làm mồi, không để ý mà rơi vào vòng vây của vân thú. Cái sát thi mà Bạch Vân chân nhân luyện thành kia đã sớm bị hủy từ mười mấy năm về trước. Lúc đó Tần Tang vô ý rơi vào một đàn vân thú, không thể kịp thời thoát thân, chỉ có thể để lại sát thi ở lại bọc hậu, do đó sát thi bị vân thú xé nát. Sau đó Tần Tang có ý muốn câu cá, dùng độn linh quyết che giấu tu vi. Trừ khi có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hoặc có bí pháp nào đó, nếu không thì rất khó nhìn ra cảnh giới thật của Tần Tang. Hắn che giấu tu vi, cứ một năm rưỡi lại ra ngoài một lần, bán rất nhiều hỏa linh thạch ở các thành trấn, lại giả bộ vô tình để lộ dấu vết, làm cho những kẻ có ý đồ mắc câu. Những người đó dám lấy Tần Tang làm buôn bán không vốn, hắn cũng có thể làm ngược lại, bây giờ cũng đã quen tay. Làm loại chuyện hại nước hại dân như này đều rất cẩn thận, không phải lần nào Tần Tang cũng thuận lợi làm được. Nếu không may kéo đến mâu tặc quá mạnh, hắn chỉ có thể dùng Lạc Vân Xí để ẩn thân rời chạy trốn, hoặc đánh bừa vài chiêu với đối phương. Làm cho đối phương biết khó mà lui, cũng vì vậy vài năm trước, Lạc Vân Xí và Thiên Tinh Lệ đã vỡ nát. Giải thích từ mâu tặc là một loài sâu ăn lúa, ý nghĩa ẩn dụ là chỉ kẻ hại nước hại dân. Ở đây chỉ những hành nghề giống lão già khoác áo bào đen. Hết giải thích. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 327, nhân vật truyền kỳ. Cũng may về sau hắn đã quen với tập tính của vân thú, dần dần thi khôi bị tổn hại cũng ít đi, cũng đủ để chống đỡ. Đáng tiếc là đến giờ Tần Tang cũng không bắt sống được một chút cơ kỳ tu sĩ. Thực ra cũng có vài tên mâu tặc có tu vi luyện khí kỳ bị bắt sống, nhưng không thể dùng để luyện chế hoạt thi, bởi hoạt thi bắt buộc phải có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể luyện. Thiên Tinh bí cảnh, Tần Sư Thúc, hai vệ binh thủ vệ bí cảnh mở bí cảnh ra, thấy người đi vào là Tần Tang, lập tức ân cần hành lễ, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong. Tần Tang mỉm cười gật đầu, lấy hai bình linh tiểu mua ở Thái Ất Đan Các từ trong túi giới tử ném cho bọn họ. Thanh Hồng tiểu, đa tạ sư thúc. Hai người thấy linh tiểu, hai mắt ngay lập tức tỏa sáng, vội vàng mở bình,
đổ một ngụm to, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hương rượu mê người xông vào mũi. Thanh hồng tiểu này là một trong những loại linh tiểu tốt nhất ở Thái Ất Đan Các, dùng nhiều loại linh quả làm ra. Không chỉ có vị rất ngon, mà sau khi uống xong, linh lực trong cơ thể có thể tự nhiên mà nâng cao một chút. Thanh hồng tiểu có giá cả không rẻ, vệ binh của bí cảnh đều có tu vi ở luyện khí kỳ, tất nhiên không nỡ bỏ tiền mua. Nhưng cái này với Tần Tang không được coi là chuyện lớn, mỗi lần đi vào chợ trong phố, đều mang về một hai bình, đưa cho bọn họ, kết cái thiện duyên. Tần Tang có vài việc vặt cần người làm, bọn họ đều bằng lòng giúp đỡ. Kiềm chế một chút, mỗi người chỉ có một lọ, không có nhiều hơn. Tần Tang lại đưa cho bọn họ một túi giới tử, cười mắng một câu, những cái này đều là của người khác, nếu hai con sâu rượu như các ngươi dám chộp uống, cẩn thận ta lột ra các ngươi. Hai người mở túi giới tử, khẽ đếm, thấy nhiều hơn số người của bọn họ hai bình, cười càng vui vẻ, vẻ mặt nịnh nọt nói, Tần sư thúc yên tâm, vãn bối chắc chắn sẽ làm mọi chuyện thỏa đáng. Tần Tang chỉ hai người bọn họ, cười cười một cách bất lực. Đang chuẩn bị bay về động phủ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người nói, bây giờ Khương Anh đang ở đâu? Hai người liếc nhau, không biết tại sao tự dưng. Tần Tang lại hỏi đến Khương Anh, nhưng thức thời không nhiều chuyện, khởi bẩm sư thúc, Khương sư tỷ ở trong động phủ, nói là muốn bế quan một thời gian, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được nhiều điều trên đường tu hành. Nếu Tần sư thúc có việc gấp, có thể đi thẳng đến động phủ của Khương sư tỷ tìm nàng. Chờ nàng xuất quan rồi nói sau. Tần Tang gật đầu, ngự kiếm bay về động phủ của mình. Khương Anh mà bọn họ vừa nói là đệ tử Thái Ất Đan Tông, nghe nói là được một vị kim đan thượng nhân của Thái Ất Đan Tông chỉ dẫn nhập môn. Sau khi thành công lên trúc cơ có thể bái nhập làm đệ tử của vị kim đan thượng nhân kia, nàng cũng rất có thiên phú. Chưa đến 40 đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 13 đỉnh phong, đến thiên tinh bí cảnh cũng là để lịch luyện, tìm cơ hội đột phá. Tần Tang muốn hỏi nàng tin tức của Vân Du Tử. Hắn rất tò mò về Vân Du Tử. Nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không thuộc loại vô danh tiểu tốt, nhưng trước kia hắn chưa từng nghe nói tới. Có thể là do bản thân vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, ít khi trò chuyện, tán gẫu với người khác. Trở lại động phủ, đúng lúc Tần Tang luyện chế xong một cương thi, nhận thấy cấm chế trước động phủ bị kích động, dùng thần thức đảo qua, phát hiện Khương Anh đứng ngoài cửa. Xóa đi tia âm hàn còn lưu lại trong động phủ, gỡ cấm chế, tiền bối tìm ta. Thiếu Hoa Sơn nằm trong ba đại tông môn đóng giữ ở Huyền Lô Quan, ít nhất ở bên ngoài cũng giữ một mảnh hài hòa. Khương Anh có thể gọi Tần Tang là tiền bối cũng được, sư thúc cũng ổn. Chắc Khương cô nương lại nghe tên Triệu Ký kìa cùng bạn của hắn nói đúng không? Tần Tang bất đắc dĩ lắc đầu, mời Khương Anh vào, quả thật có một chút việc nhỏ. Vốn định chờ Khương cô nương xuất quan, chỉ mong không làm phiền cô nương tu luyện. Vãn bối bế quan chỉ vì tế luyện một món pháp khí mà thôi. Người tiền bối muốn nói đến Vân Du Tử sư thúc. Nghe Tần Tang hỏi về Vân Du Tử, vẻ. Mặt Khương Anh đột nhiên trở lên phấn khởi. Lão nhân gia hắn là nhân vật truyền kỳ trong sư môn của chúng ta. Không ngờ tiền bối cũng biết ngài ấy. Vậy ư? Tần Tang nói sơ qua quá trình kết giao của hai người. Ta ở Trường Dương Trấn gặp được Vân Du Tử tiền bối. Nghe nói Vân Du Tử tiền bối hơn 100 tuổi mới thành công lên trúc cơ. Khương Anh gật đầu như gà mổ thóc. Vừa nói đến Vân Du Tử, trong mắt dường như có ánh sao. Xem ra là đã cực kỳ sùng bái Vân Du Tử. Nghe nói, khi Vân Du Tử sư thúc 78 tuổi mới được Phiêu Nhai chân nhân đang ở kết đan kỳ tiếp dẫn gia nhập sư môn. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ đó là do Phiêu Nhai chân nhân nhất thời nổi hứng, thu Vân Du Tử sư thúc làm dược đồng. Không ngờ Phiêu Nhai chân nhân lại cho Vân Du Tử sư thúc tu luyện cùng với những đệ tử khác. Lấy tuổi Vân Du Tử sư thúc, đa phần là không thể có được thành tựu quá lớn. Có vài tu sĩ kém tuổi Vân Du Tử sư thúc đã muốn từ bỏ con đường tu tiên, về nhà dưỡng lão. Có người chế nhạo, ngài ấy cũng không những không tức giận, mà còn cười hì hì, nói mình không hy vọng nhiều, có thể kết thành Nguyên Anh là được rồi. Lúc đầu tất cả mọi người đều muốn nhìn Vân Tử Du sư thúc bị chê cười,
nhưng từ đầu đến cuối ngài ấy vẫn vất vả tu luyện giống như thanh thiếu niên. Được xưng tụng là một tu sĩ khổ tu chân chính, không bao giờ lơ là, chưa bao giờ nói đến chuyện từ bỏ. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 328, May Mắn. Không chỉ tu vi ngày càng cao, mà Vân Du Tử Sư Thúc còn cực kỳ có thiên phú trên đan đạo. Trình độ ngày càng thâm hậu, tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy khâm phục ngài ấy. Phiêu Nhai Chân Nhân cũng rất khen ngợi Vân Du Tử Sư Thúc, nghe nói còn tự mình mở lò luyện đan, giúp làm chậm lại tốc độ già đi của Nguyên Thần Vân Du Tử Sư Thúc. Nhưng thế sự khó lường, lúc Vân Du Tử Sư Thúc sắp đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, đột nhiên Phiêu Nhai Chân Nhân lại vũ hóa, đi về cõi tiên. Ngoại trừ Phiêu Nhai Chân Nhân, không có bất kỳ vị sư tổ kết đan kỳ nào muốn để ý Vân Du Tử Sư Thúc. Dựa theo quy định của sư môn bọn ta, lấy tuổi của Vân Du Tử Sư Thúc, không thể được thưởng trúc cơ đan. Nếu muốn có một viên trúc cơ đan, trừ việc tự mình luyện chế, thì cũng chỉ có thể tham gia chuyến lịch luyện của sư môn. Vân Du Tử Sư Thúc không có linh dược để luyện chế trúc cơ đan, nên chỉ có thể đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng sư môn lịch lãm ở chiến trường cổ tiên cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, với Vân Du Tử Sư Thúc mà nói, bởi vì ngài ấy chỉ chăm chăm khổ tu trong núi, lúc nhàn hạ là khi nghiên cứu đan dược, không biết một chút gì về cách chiến đấu. Hơn nữa, thân thể già nua, yếu thế hơn so với tu sĩ còn trẻ. Vân Du Tử Sư Thúc quyết định dứt khoát, tham gia lịch lãm, không ngờ lại thật sự đạt được trúc cơ đan thông qua chuyến lịch luyện đó. Sau đó lại một mình một người tìm kiếm cơ duyên trên chiến trường cổ tiên, chớp mắt đã 10 năm. 10 năm sau, Vân Du Tử trở về sư môn, sau khi bế quan đã đột phá, cuối cùng cũng đột phá trúc cơ thành công vào năm 118 tuổi, trở thành truyền kỳ trong sư môn, được người người kính ngưỡng. Nhìn dáng vẻ sùng bái của Khương Anh, chắc chắn là một thành viên của nhóm người hâm mộ. Không ngờ đến thế giới này cũng gặp được nhóm người đu idol. Tân Tăng âm thầm gật đầu. Những lời Khương Anh nói đều khớp với những gì hắn nghe được từ Vân Du Tử. Thái Ất Đan Tông không hổ là tiên tông lấy thuật luyện đan mà nổi danh thiên hạ. Trúc cơ đan đủ nhiều, đệ tử còn có thể có được thông qua lịch luyện. Ở Thiếu Hoa Sơn, nếu không thể đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10 trước 40 tuổi, sẽ không thể có trúc cơ đan. Hắn tò mò hỏi. Vân Du Tử tiền bối nói khi ngài ấy đột phá trúc cơ kỳ có lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng đến việc tu luyện về sau, các ngươi có biết đó là tai họa ngầm gì hay không? Khương Anh lắc đầu nói, quả thật vãn bối từng nghe đến cách nói này. Dù sao Vân Du Tử Sư Thúc cũng đã lớn tuổi như vậy, bình thường vốn không thể thành công lên trúc cơ kỳ. Nếu sử dụng bí pháp nào đó, hoặc ăn vào linh đan ép lên trúc cơ, chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cũng có thể vì lý do đó, sau khi đột phá trúc cơ, Vân Du Tử Sư Thúc vội vàng trở lại chiến trường cổ tiên, dường như đang một mực tìm kiếm thứ gì đó, thành thần long thấy đầu không thấy đuôi. Còn chi tiết tai họa ngầm đó như thế nào, bọn ta cũng không biết rõ, Vân Du Tử Sư Thúc cũng không thể đi thông báo khắp nơi. Khi tiền bối gặp được Vân Du Tử Sư Thúc, lão nhân ra hắn như thế nào? Bị Khương Anh mang vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm, Tần Tang đành đem tình huống gặp mặt nói lại một lần, tu vi của Vân Du Tử tiền bối cao hơn ta, khí huyết đầy đủ, ngươi không cần lo lắng về hắn. Tần Tang lại hỏi Khương Anh một số chuyện, tiễn Khương Anh đi, trầm tư một chút, lại lấy ra hai cỗ thi thể, luyện chế chúng nó thành thi khôi. Bây giờ, hắn đã cực kỳ quen thuộc với thiên âm thi quyết, tính cả những cái này, trong túi thi khôi có 7 bộ cương thi, còn có 3 sát thi. Tất cả đều là hắn tích lũy nhiều năm. Số lượng thi khôi như vậy, hắn tạm thời có thể điều khiển. Sát thi xuất hiện, chắc chắn có thể quấn lấy tu sĩ trúc cơ kỳ một đoạn thời gian, để hắn bày thập phương diêm la trận hoặc bùa. Nhưng, điều Tần Tang muốn nhất là luyện chế một cỗ hoạt thi. Năng lực của hoạt thi ở trong địa huyệt đã lưu lại ấn tượng sâu sắc với Tần Tang, là một trợ lực vô cùng lớn. Hơn nữa, Thiên Thi Tông còn có cách biến hoạt thi thành phi thiên dạ xoa. Trong Thiên Thi Tông,
tu sĩ trúc cơ kỳ kiểm soát phi thiên dạ xoa, sợ mất khống chế, bị thi khôi phản phệ, nên cho. Dù có đầy đủ vật phẩm cần có, cũng không dám hành động tùy tiện, chờ đột phá trúc cơ hậu kỳ, mới dám bắt tay vào làm. Ấn ký trong thần hồn Tần Tang có hơi thở của Ngọc Phật, không cần phải lo lắng chuyện này. Chỉ cần Tần Tang có thể tìm nửa quyển còn thiếu của Thiên Âm Thi Quyết, ở trúc cơ kỳ cũng có thể có được con rối có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Nhưng bây giờ nói đến chuyện còn quá sớm. Hắn vẫn không có cơ hội bắt sống tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa muốn luyện chế thiên thi phù cũng không dễ. Nguyên liệu chính là một loại linh thảo tên là dẫn hồn thảo. Tần Tang nghe ngóng nhiều nơi, mới biết được cây dẫn hồn thảo này cực kỳ quý. Ngũ hành âm vật cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa cực hiếm thấy ở tu tiên giới. May mắn lắm mới có thể tìm được. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 329, Đan Điền thứ 2. Thu lại sát thi, Tần Tang lại lấy túi giới tử của ba người ra, gặt hái được không ít. Tổng ba túi cộng lại có hơn 700 viên hạ phẩm linh thạch, cũng có vài món pháp khí khá tốt, nhất là trong túi giới tử của lão già khoác áo bào đen, có hẳn hai cực phẩm pháp khí. Trong đó, một cái là thanh trường kiếm màu đen. Trước khi chết, thứ lão già khoác áo bào đen dùng để liều mạng là thanh kiếm này, uy lực phi phàm, chắc chắn có chất lượng tốt hơn Yên Ly kiếm. Tần Tang phá hủy thần thức của lão già, tiện tay vung vài cái. Khá là thuận tay, vậy giữ lại cho chính mình dùng, thay thế Yên Ly kiếm. Thứ còn lại là một mảnh lụa mỏng, gọi là thiên độc sa. Khi phát động, lụa mỏng sẽ hóa thành một đám âm độc chướng khí, có vẻ là mạnh hơn một bậc so với âm độc chướng hai người kia dùng. Trong loại chướng khí này có chứa kịch độc, một khi tu sĩ trúng chiêu, linh lực trong cơ thể sẽ đình trệ. Nếu không giải độc kịp thời, sẽ giống như cá nằm trên thớt, rơi vào kết. Cục mặc người ta làm thịt, lão già khoác áo bào đen đã trúng bẫy của Tần Tang từ trước, bị vây ở trong thập phương diêm la trận, cho nên không kịp khai triển sức mạnh của thiên độc xa đã bị Tần Tang giết chết. Trong một lần đi câu cá, Tần Tang bị đối thủ phát hiện sự tồn tại của tử hồn linh, trong chốc lát không đề phòng, làm cho tử hồn linh bị kiếm khí đánh trúng, bị tổn hại. Mặc dù thiên độc xa không bí ẩn như tử hồn linh, nhưng bù lại uy lực lại lớn chưa từng có. Thiên độc xa trôi nổi trên không trung, khi thì hóa thành một làn khí độc, khi thì trở về hình dạng vốn có. Tần Tang đem đi tế luyện một hồi, thành công đem nó biến thành của mình. Bỗng trong lòng nảy ra một ý, lấy đám âm độc chướng bắt được từ trước ra, ném lên trên cao. Ngay sau đó thiên độc xa chợt mở ra, không cần Tần Tang ra lệnh, đã gấp gáp nuốt hết âm độc chướng trong một lần. Đám âm độc chướng này đúng là tách ra từ thiên độc xa, hai cái hợp thành một, uy lực tăng hai bậc. Tần Tang thầm gật đầu, tuy nếu đặt hai món pháp khí này ở trong các món cực phẩm pháp khí thì hơi kém hơn một chút, nhưng với lão già khoác áo bào đen. Một tu sĩ bình thường thì đây cũng là món pháp khí khá tốt rồi, có thể thấy rõ rằng loại kinh doanh này đúng là không vốn mà kiếm vạn lời. Nhưng cuối cùng ba người này cũng không thể thoát khỏi số phận chết vì tiền. Cho dù là Tần Tang, nhiều khi câu cá cũng gặp được kẻ địch mạnh, phải dựa vào ô mộc kiếm và vài món pháp khí mạnh mẽ mới không thất bại. Trừ những cái đó ra, trong túi còn có một ít vật phẩm cần dùng nhiều trên chiến trường cổ tiên, ví dụ như linh đan và vân khí, đều là thứ mà Tần Tang đang cần. Sau khi sắp xếp xong, thiêu hủy túi giới tử của ba người đó. Động phủ âm u, tĩnh tịch, Tần Tang nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Từng đợt linh lực dao động truyền đến trong cơ thể, linh khí trong động phủ dường như gặp một lực hút cực kỳ lớn, liên tục bị Tần Tang hấp thu, nhả ra hút vào. Hiện tại, Tần Tang đang chuyên tâm tu luyện. Trong nguyên thần, trên thân kiếm xanh biếc, có một tấm sát phù lập lòe những tia sáng. Ở bên cạnh tấm sát phù này có một tấm sát phù khác, chữ trên tấm này mới được khắc vào một nửa. Tấm sát phù chưa hoàn thiện này giống với khí hải của Tần Tang, những tia sáng tạo thành một vòng xoáy nhỏ, giúp hắn hấp thu linh khí trong động phủ. Dưới sự dẫn dắt của công pháp,
những dòng linh khí đi qua Ô Mộc Kiếm tiến vào trong nguyên thần, sau đó lưu thông đến kinh mạch, sau khi vận chuyển theo công pháp mấy vòng. Tạp chất sẽ được loại bỏ, hoàn toàn biến thành linh lực của bản thân Tần Tang, cuối cùng tụ lại, đi vào khí hải, làm cho tốc độ tu luyện của Tần Tang nhanh hơn vài phần. Đây chính là điểm mạnh của nguyên thần dưỡng kiếm chương. Ô Mộc Kiếm có thể đóng vai trò như đan điền thứ hai của Tần Tang. Không được ông trời ưu ái, tốc độ tu luyện của Tần Tang vốn không thể so với người khác, nhưng nhờ sử dụng sát phù, có thể thu nhỏ lại khoảng cách. Bây giờ còn ít sát phù, tốc độ tu luyện cũng không tăng lên một cách rõ ràng. Theo tu vi tăng lên, số lượng sát phù cũng càng nhiều, tốc độ tu luyện của Tần Tang cũng sẽ càng nhanh, cuối cùng đạt đến trình độ có thể so sánh với chân linh căn. Còn về tốc độ tu luyện kinh khủng như thiên linh căn, lúc này Tần Tang không dám hy vọng xa vời. Nếu nguyên thần dưỡng kiếm cương trọn vẹn, có lẽ còn có khả năng. Sau khi tu luyện một đoạn thời gian, Tần Tang dừng công pháp, dùng toàn bộ tâm thần ký thác lên tấm sát phù không trọn vẹn thật lâu, sau đó dốc hết toàn lực, khắc lên trên đó một nét bút mới. Phù cuối cùng cũng hoàn thành nét bút này. Đầu Tần Tang đổ đầy mồ hôi, mở hai mắt, thở phào một hơi. Mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Dễ dàng thấy được, để hoàn thành một bút này, cho dù là đối với tâm thần hay tinh lực của Tần Tang, thì đều có sự tiêu hao rất lớn. Nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập sự hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được nét khắc này dễ dàng hơn so với những lần trước. Chỉ là do phải chịu giới hạn về mặt tu vi nên mới phải chịu sự khó khăn như thế. Khổ tu 20 năm, chưa bao giờ ngừng việc chém giết với vân thú. Mỗi một lần chiến đấu với vân thú, tâm thần của hắn đều đắm chìm trong sát phù, muốn tìm hiểu tầng ý nghĩa sâu xa ẩn trong sát phù. Cho tới bây giờ, với tấm sát phù thứ hai, hắn đã hiểu 8 phần trở lên, qua một thời gian nữa là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được sát phù. Dốc toàn tâm toàn lực khổ tu trong động phủ, gia tăng tu vi, sau đó đặt từng bút mà vẽ sát phù. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 330, Trùng Phùng. Đến lúc đó, chỉ cần linh lực trong cơ thể đạt đến ngưỡng sắp đột phá, cũng đủ để khắc tấm sát phù thứ hai đã được hoàn thiện lên trên Ô Mộc Kiếm. Khi đó, bước vào trúc cơ trung kỳ cũng là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Hiện giờ trên Ô Mộc Kiếm chỉ có một tấm sát phù không hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện chưa đủ nhanh, quá trình này có thể sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng so với những tu sĩ còn đang bị vây ở bình cảnh, Tần Tang thích tình trạng hiện tại hơn. Ít nhất là mỗi lần tiến bộ đều có thể dễ dàng nhận thấy, không cần lo lắng hơn chục năm, thậm chí là vài chục năm cũng không tiến thêm được bước nào. Loại cảm giác đó, khi còn ở luyện khí kỳ Tần Tang đã từng trải qua, thật sự có thể làm người ta phát điên. Thời gian sau đó, Tần Tang lại khổ tu ở động phủ nửa năm, sau đó lại khởi hành, rời khỏi thiên tinh bí cảnh. Vân thú ở cạnh thiên tinh bí cảnh, Tần Tang rõ trong lòng bàn tay. Hiểu rõ làm như thế nào mới có thể vừa tận lực đảm bảo sự an toàn của bản thân, vừa săn bắn đủ vân thú. Dựa theo tuyến đường quen thuộc, sau khi đi một vòng, qua hơn nửa tháng, Tần Tang lại đi tới ngọn núi có Hỏa Nguyên Thạch. Sau hơn nửa năm, chắc chắn trong sơn động có tồn trữ một lượng lớn Hỏa Nguyên Thạch. Tần Tang tựa như cắt rau hẹ vậy, thu hoạch từng viên một, đúng là một nguồn tài nguyên ổn định. Dùng thời gian vài ngày, dụ ra vân thú ở trên cửa động ra, giết sạch sẽ. Tần Tang phát động vân khí hộ thể, sau đó âm thầm lẻn vào động phủ. Lần đào Hỏa Nguyên Thạch này, vì thời gian hơi dài, trong mỏ quặng đã có vài vân thú hoàn toàn biến hóa. Tần Tang mất 2 ngày mới dọn dẹp sạch sẽ cửa sơn động. Túi giới tử đầy thành phẩm, lúc bước ra cửa sơn động, đột nhiên sắc mặt Tần Tang thay đổi. Bầu trời bên ngoài ảm đạm, vân thú khàn giọng gào thét, cát đá mịt mờ, thiên tượng sắp đến. Không trung đen nghìn nghịt, che kín bầu trời, không phải mây đen, mà là vân thú bị thiên tượng làm cho hoảng sợ, từ sâu trong núi bay ra. Nhìn tình cảnh này, có lẽ thiên tượng bắt đầu từ hôm qua,
hắn luôn ở sâu trong sơn động giết vân thú nên mới không phát hiện ra. Tuyệt đối không thể ở đây nữa, nếu không khi thiên tượng đánh tới, chắc chắn chỉ có một đường chết. Sắc mặt Tần Tang trầm xuống, nhanh chóng quyết định, lấy ra một cái chuông đồng trông giống vân khí gắn vào đỉnh đầu, vui đầu chạy xuống núi. Nhưng vì quá gần, vân khí không thể ẩn giấu hết hơi thở của Tần Tang, nên ngay lúc đó, có vân thú đã phát hiện dấu vết của Tần Tang. Tần Tang lướt đi trong sơn động, ra ngoài chưa được bao xa, đã có mấy chục con vân thú bay nhào xuống. Tiếng kêu bén nhọn của chúng vang vọng khắp mọi nơi, không ngừng đập vào màng nhĩ, giống như âm thanh của ma quỷ dội vào đầu, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những con vân thú đang vỗ cánh mãnh liệt, dẫn động từng đạo linh khí, giống như gió táp mưa sa hướng xuống mặt đất. Mặc dù bọn chúng còn chưa nhìn thấy hình bóng của Tần Tang, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, chúng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của sinh linh, đủ để khiến bọn chúng lâm vào trạng thái điên cuồng, không tiếc đảo ba tấc. Đất cũng muốn bắt được Tần Tang. Phô thiên cái địa báo táp linh lực, khiến cho mọi thứ xung quanh Tần Tang đều bị phá hỏng toàn bộ, giống như trên trời đang trút xuống một trận mưa to linh lực, trong lúc nhất thời cục diện hỗn loạn vô cùng. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang không dấu vết từ mặt đất bay ra ngoài, huyết quang chói mắt, lóe lên một cái, sau đó xông thẳng lên trời, nháy mắt đã đâm vào giữa đám vân thú kia. Xoẹt! Đột nhiên kiếm khí của linh kiếm bay vọt lên mấy chục trượng, sau đó kiếm khí bay vụt qua, tách ra thành một đạo huyết sắc kiếm khí mới, ngay sau đó đạo kiếm khí kia lại bắt đầu phân tách. Chỉ trong chớp mắt, linh kiếm đã chia ra thành 32 đạo kiếm khí, trải rộng ra trên không trung, hình thành một trận kiếm hình tròn, vây xung quanh linh kiếm bản thể xoay chậm chậm. Những năm gần đây của Tần Tang ngoại trừ khổ tu, thì hắn cũng không có hoang phí thiên cơ kiếm trận đã tu luyện được. Vì vậy mà hắn có thể chia ra 32 đạo kiếm khí, trình độ cũng không kém hơn của Ngô Nguyệt Thăng năm đó. Đồng thời, hắn đã có sự giác ngộ đối với cách thức làm thế nào để chia ra 64 đạo kiếm khí. Chỉ vì tu vi bị giới hạn nên không có cách nào xuất ra một cách thuận lợi được. Tin rằng chỉ cần tu vi của hắn tăng lên mấy phần nữa thì việc thành công mở ra kiếm trận cũng là chuyện tất nhiên. Giết! Tần Tang ẩn thân trong đống đá vụn ở phía xa điều khiển kiếm ô mộc, sau đó chờ cho kiếm trận được hình thành thì trong mắt hiện lên sát khí, quát lên một tiếng. Ầm! Kiếm ô mộc rung lên, kiếm khí bộc phát. Lấy kiếm ô mộc làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cái hồ máu, những cái kiếm khí kia giống như bọt nước từ trong hồ máu bắn ra tung tóe. Sát khí khủng khiếp, sắc bén khác thường, kiếm trận hóa thân thành một cái cối xay huyết sắc, cấp tốc xoay tròn, giống như muốn nghiền nát toàn bộ kẻ thù ở trong nó. Toàn bộ vân thú ở bên trong trận kiếm bị giết chết, chỉ còn hai con vân. Thú có trình độ ngang với trúc cơ kỳ thì không bị chết, nhưng bị kiếm trận đẩy mạnh ra ngoài cho nên bị thương không nhẹ, bọn chúng phẫn nộ phát ra một tiếng kêu to. Mặc dù tạm thời Tần Tang thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng động tĩnh chiến đấu vừa rồi quá lớn, gây nên sự chú ý của bọn vân thú. Nhất thời trên bầu trời lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con vân thú, chúng bay thành đàn lao nhanh xuống. Đúng lúc này, một cái bóng màu đen từ trong đống đá vụn lao ra ngoài, hung hăng liều chết xông vào đám vân thú. Một quyền đánh bay đám vân thú. Sau đó bóng dáng đấy thay đổi, chạy nhanh về phía xa. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.